nay mình làm pizza học của anh Bảy này nha. Thì cái bột pizza thì mình sẽ làm cái bột này. Hôm nay mình sẽ làm hai bịch đó, một bịch ký 36 là hai bịch là 2 ký 7. Nước ở đây là mình cho 1 lít nước với lại 250 ml nữa, tức là 1.250 ml nước mật ong. Thì cái này là được một muỗng cà phê á, muối thì 1 muỗng cà phê, mật ong là 1 muỗng canh ha, muối là 1 muỗng cà phê. Và đây là cái bột nổi nè. Ủa đâu rồi? Rồi chỉ cái bột nổi. Bột nổi là giết nè, chỉ là pizza đó. Đây là bột nổi. Rồi tắt mình tiếp vậy thôi. Rồi bây giờ mình bắt đầu làm nha. Ở đây là cái bột nổi bột giết á, là mình pha với nước rồi với là mật ong với muối trong đây rồi. No. Bây giờ đổ bột vô. Can you last one? Bỏ 2 bịch bột vô. Mở bột rồi nha, mở thêm 1 bịch nữa. Là nguyên như đây á, mình làm có thể là được 10 cái pizza luôn đó. Ở đó. Bây giờ bắt đầu mình trộn bột với lại nước. Hồi nãy mới có bỏ có 1 lít thôi. Bỏ hồi nãy mới 500 thôi, giờ bỏ thêm nữa nè. Hồi nãy mình bỏ. Hồi nãy là mình bỏ vô nửa nước thôi. Bắt đầu mình từ từ mình cho cái phần còn lại vô. Bây giờ làm sao để cho cái này nó hoạt động cho đều. Mình trộn lại cho nó đều. Khoảng 5 phút. Mình trộn khoảng 5 phút đó, thì cái bột với nước đó, nó hòa quyện với nhau đều. Bây giờ thì mình bỏ muối vô nè. Bây giờ mới bỏ muối vô. Ừ. Hồi nãy là muối mình chưa có pha. Giờ mình mới bỏ vô, bắt đầu mình trộn. Muối nè. Tại khi mà mình bỏ muối với giết nó sẽ bị chết giết á. Đúng rồi, nãy giờ mình làm rồi, làm chung. Trộn bột thì cho đều thôi. Trộn bằng tay ha. Bằng tay không được. Cần găng tay, trộn bột bằng găng tay không được. Bằng tay sẽ làm. Nó làm cái xà nóng đâu có đem. Rửa ra, em gì thì mình rửa tay rồi sẽ mình làm thôi. Tâm lấy cho mi nửa chai nước nữa người Tâm. Rồi 2 chai mới con lít ra, giờ bỏ cho 250g nữa đủ. Nước xin ra nước bình. Nước chai, nước cái bình đó, bình 5 cái lông đó. Thấy không? 1 lít chưa đủ hả Phong? Tại vì mình phải đổ 1 lít. Là 250ml. 250g nữa là nửa chai nữa. Ừ. Nửa chai nước nữa. Ừ. Cái này qua thằng ấy nó còn làm được mà, nó chỉ nhồi cho nó nè, cho đưa dây từ từ thôi. Rồi. Cho nó tắt được rồi. Như cái này cho nó dính nha, nước cho nó hòa đồng đó. Hết lại bắt đầu mình để 5 phút cho nó xong. Giờ tay thấm dầu. Sau khi trộn 5 phút á, thì cái cục bột á, nó thành khói như vậy nè. Giờ mình đổ ra cái thớt nha. Thấm dầu. Xong rồi mình thấm dầu vô tay. No idea. It's not too much. You can't really see it. But like, trong lúc á mà mình trộn bột á thì nếu mà thiếu nước á thì mình châm nước thêm tí ha. Thêm nước thêm chút xíu nữa. Thì hồi nãy là thêm khoảng chút xíu nước vậy đó. Nè, Ellie. Đũa, đi lấy nĩa đũa cho chị Ellie giùm đi. Nhà bữa nay ăn phở cho nên rất là đông. The hot water. I don't want you to go to the hot water. Ellie, có ăn đũa. Bột này trắng ha.
Cái này mình làm bánh bao nó cũng trắng lắm à. Bây giờ mình form cho cái cục này cho nó căng. Giờ mình làm pizza. Cái ông cô làm là... pizza nè. Nè, cái tay mình á, mình thấm dầu vô cái quay con viên gấp bột không có cần nhồi mà gấp cục bột không. Giờ mình nhồi thêm 5 phút nữa anh bạn. 5 phút nữa đúng rồi. Bầu nhìn đẹp phải không? Nè mình ép hay không, ép dưới này không? Ừ. Chấm nó lại như này đó. Ừ. Mình cứ chấm nó vô. Là nó có hơi. Cái bột hơi nằm ở trong. Cho mẹ qua, cho cô ba qua, Ellie. Giờ để đây. Tiếng hồ. Giờ để đây tiếng đồng hồ. Đúng rồi. Rồi giờ lấy cái bọc này lại. Đúng rồi. Đó bây giờ thì mình lấy cái bọc để đồ ăn mình đậy lại. Em làm em không biết nó sẽ nở ra. Sau khi để một tiếng đồng hồ thì cục bột nó nở ra như vậy nè. Bây giờ mình sẽ chia ra cho vừa đủ một cái bánh á. Chia ra từng bánh rồi mình mới để thêm một tiếng nữa. Cục bột cắn đẹp quá ha. Cái này làm để coi được mấy cái, 2, 4, 6, 8, được 15 cái ha. Nhưng mà cái basic này anh chia là anh cũng nhắm vậy thôi chứ anh đâu có cân. Cân thì người ta làm, người ta cân, mình đâu ăn, mình đâu cân thì bất cân, đều thôi. Cái này không có nhắm. Giờ nghĩ gì? Lấy cục, nhắm lên. Nắm lên cho nó tròn hơn. Bây giờ mình lấy một bột mình nắm. Không. À, cứ săn lên nhà đó, đưa nó xuống đất hết không? Dòm lên rồi. Đó, rồi cái mình trộn miếng bột mình để dành khoảng tiếng nữa. Cái hình thức giống như tụi em làm bánh bò. Wow, sò phải không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái. Giờ mình chia ra vậy nè. Xong rồi mình đậy lại, mình ủ thêm một tiếng đồng hồ nữa. Bỏ dầu vô cho bây giờ mình bỏ dầu lên trên cái mặt á cho nó đừng có khô. Rồi mình chùm lại. Rồi mình chùm lại để mình ủ. Chùm khoảng tiếng đồng hồ. Chùm lại tiếng đồng hồ ủ ha. Ba mấy tuổi? Không có, tại vì chị rời New York rồi, năm nay cũng 21 năm rồi. Wow, cũng mới đây. Cục bột bây giờ nó nở ra gấp đôi rồi nè. Thì mình ăn không hết thì mình sẽ để cho ngăn đá. Rồi khi mà mình muốn ăn thì mình sẽ mang ra, mình nhồi lại. Và mình nướng ăn nó vẫn ngon như mới ha. Dành mình chưa cái dành để cái dành rồi. Mình để xuống mình lấy cái tay á, mình đẩy nó ra rồi. Thân nó ra biết mình luôn. Nó lớn. Cái dành đừng có đụng nha. Cái dành mình đừng có đụng như cái dành rồi nếu mà mình lấy bỏ lên đây lấy hai cái này nè giữ nè giữ cho nó căng ra nè đó nó căng thấy không đó nó căng không thấy giòn thấy giãn không đó. Rồi pizza đúng rồi. Bây giờ mình lấy một cái dĩa nào mình nướng á, mình sẽ bỏ này qua đó. Mấy cái dĩa nào nướng này qua. Mình sẽ trét một ít dầu vô cái khuôn ha. Rồi chị nghĩ đủ rồi đó Quyên. Không. Rồi bây giờ mình bỏ qua khuôn chỉnh lại. I have the baby on my lap. Parmesan. Thì mình sẽ làm mấy loại chi bữa nay? Ba loại phải không? Ba loại phô mát. Parmesan. Wait, the cheese they like mozzarella and then parmesan cheese. Mozzarella cheese. And a friend.
cái chi tươi nữa. Đây là cái chi tươi. Cái mozzarella đó không? Silk mozzarella. Cái chi tươi. Parmesan. Và cái này á là rồi. Mozzarella. Chị có cái brush không là hay là có cái gì mà nè. Có brush không? Có cái brush. Bây giờ mình sẽ làm cái nước sốt. Nước sốt cà chua đó. Thì đây là mình bỏ hành, bỏ tay, tỉ cho thơm. Ớt beo. Cô ba phải coi. Rồi ớt beo. Tô hơn, tao phải coi. Ngò rí. Ngò rí. Cà. Cà chua. Bỏ cái chân xuống đi con. Rồi xào khoảng 5 phút bỏ nước này vô. Xào khoảng 5 phút thì bỏ cái nước cà chua này vô. Cái nước cà chua này chỉ là nước cà chua chưa có để gia vị gì hết nha. Cái oregano thì chừng nào bỏ vô. Oregano bỏ vô khoảng 1 muỗng. Cái này là cái Italy cái season đó là cái gia vị của Ý. Giống như là cái lá oregano. Để cho chén. Bây giờ là cái lá. Bây giờ là quế. Ẩm cho bà rửa chén đi. Thôi bà rửa chén đi. Rồi, bây giờ mình xào khoảng 5 phút thôi. Bỏ vô một chút xíu muối. Một muỗng muối. À, một muỗng cà phê muối. Em để lửa thấp lại. Mình xào 5 phút rồi thì để lửa thấp lại. Rồi bắt đầu mình sẽ bỏ cái sốt cà chua vô ha. Rồi, mẹ bỏ cái cà chua vô. Rồi mình cứ xào cho nước nó rút lại. Rồi mình nấu cho cái nước nó đặc sệt lại. Khoảng chừng 10 phút. Mình nấu khoảng 10 phút cho cái nước nó sạch lại. Nếu mà nước nhiều quá đó nó sẽ làm cho da mềm. Cho nên mình phải nấu cho nó sạch đặc lại nha. Cái bánh tròn đẹp quá. Bây giờ mình dưới một ít bơ lên trên nữa. Pizza này ăn rất là lạ nha. Anh trà nó ra cũng được không? Yeah, yeah, lấy tạt đó. Chị mua cái brush á. Đồ nó ăn á, cái chị trét nó ra. Đó, vậy đó. Mình trà nó ra. Cái này mà butter, garlic butter anh hả? Cái garlic rồi nó bắt đầu nó bốc lên á. Đúng rồi. Mẹ. Bỏ nó garlic vô, có garlic. Rồi nè. Cái garlic powder ấy. Có, chị có cái garlic powder. Mẹ, cái đó mà nó bốc lên đó mà nó ngon. Cái sốt cà chua. Còn bạo vô nè. Ồ, màu đẹp quá luôn. Thì phải có cái giá làm gì. Có cái spatula đó. Không sao đâu. Thợ này thợ chuyên nghiệp mà, cho nên cái gì cũng làm được á, nó không có gì cũng làm được. Cái này là cái gì vậy? Khớm. Khớm. Yeah, khớm ngon, khớm mushroom đồ ăn. Ở bên Việt Nam là cái topping là Việt Nam mình họ ăn cái gì? Cà chua xong rồi mình để parmesan powder cheese. Là cái cheese này là bột. Rồi cái tới street mozzarella. Cái mushroom á là nhiều ở nhà bà em hồi xưa nó có mấy cây con. Avocado. Rồi có cái chi fresh chi vô. Fresh chi. Dạ, cái chi này là chi tươi á. Bà cắt bỏ lâu xì nha, cái bỏ cái chi đậu bò. Không. Ôi, này 4 bao rồi. À, lấy cái chi ca stick không? Thôi, này chi tiết nữa này nè. Nhưng mà thường thường pizza nó là mozzarella này nè, margherita, pizza. Đúng rồi. Cho nên mình bỏ nhiều chi. Cái kiểu nó gì đó. Cái này cái mà muốn ngon nữa, cái bỏ spinach lên. Nhưng mà nếu cần thì bỏ cà bi vô nữa thì ngon. Cà bi nó ngon hơn. Yeah, yeah. Bỏ vô. Giờ mình bỏ cái thì cherry tomato thì so with the best. Cái cà bi vô. Yeah. Anh Bảy nghĩ nó chảy nước ra không? Là... mình đâu có nhiều đâu, cái này là ít á. Còn nhiều người ta làm kia còn ghê nữa. Quá, bỏ khổ luôn kìa. Nó sôi. Cái pizza này quá ngon, cái màu nó rất là đẹp. Mình để mật ong á, cái màu nó rất là đẹp. Cái da nó rất là ngon. Cái này là, kêu bằng gì? Pepperoni
Cái này hả? Cái này là margarita. Margarita, margarita nó có ba cái loại cheese. Còn nãy là vegetable.